Nói chuyện qua vậy hà rồi hả? Mày làm gì đó? Mày ăn tối luôn nè. Không, nặng thôi, nặng cục hay cục không. Thank you.
Nó nút rồi to hơn. To hầu làm lại chứ. Cái này nó lên lại, còn lên lại nữa. Cái chân này sao không em ơi, cái này còn lên nữa mà sợ làm lại cũng lên lại, tại vì cái này chân sao lắm. Sợ làm lại cũng bị lại bé nè, tại vì cái này chân sau mà chị đi chơi sau nữa thì nó sẹo ghê lắm. Tùy em hồi ưng làm thì tim tê làm tiếp, mà để thêm cho nó lên hết đi ra. Nước làm ở đây hay ở Tân An? Ý là hỏi làm ở tại đây hay ở Tân An á? Rất là mới đây ha. Hà mụn bá nó là giống kiểu mụn của Hà đó hà. Mụn nó là phải nặng lần hai nhiều khi đó. Cái nặng này nó cũng muốn cứng cứng mình đặt một tí.